Chủ nhật không làm gì cả. Đang ăn mọi người ơi, để tí nữa vào kèo. Linh đi làm cái kèo gì, làm cái kèo gì cuối tuần anh em giao lưu. Hôm qua mất con kiều rồi, mà bây giờ kiều không có mà mua đây này, không có kiều mà mua ấy. Giờ tìm ra đâu kiều. Linh Philip đang ăn, sao không like Nick QL à? Nick mình mỗi lần like là chỉ bán hàng thôi. Không like BA nhá. Thì bên này là ngày lễ chủ nhật là lễ đi nhà thờ, hầu hết là 90% là dân ở đây đi nhà thờ hết thứ bảy với chủ nhật. Có ai yêu bổ môn bia thì comment comment số 1 nhá. Về Việt Nam mình giao lưu nhá. Phải đam mê cơ. Thank you.
Nhật thì về thăm nhà mẹ với gì với gì. Nhật thì về thăm nhà đi, về quê. Về quê. Bảo chủ nhật về quê mà thăm nhà các kiểu đi chứ. Bây giờ chủ nhật phải đi làm chứ. Chủ nhật anh đi làm. Mấy chú tao đi làm đi. Ai đi làm? Ai đi làm về quê thăm nhà thăm cửa đi. Thăm cửa làm sao được? Hả? Thăm cửa làm sao được? Về quê thăm nhà cửa đi. Thăm em các kiểu đi. Chưa bao giờ thấy bắn bia à? Chú Linh bắn về các chú không vào luôn. Bây giờ bắn một mình vào luôn. Bia thì hôm. Bia thì hôm. Ô, cửa bên này à? Phải cửa bên này à? À, cửa ngược cam trả cửa đấy. Ngược cam á? Cam ngược. Lôi bảo là cái cửa sau này nằm bên này. Cái bên này thật mà. Đâu đây này. Nhìn này lên thử vào xem nhá. Linh ở đây nhá. Chú Linh ở đâu? Đó cái cửa đấy thì nằm ở đấy chứ nằm ở đâu. Tự nhiên bảo cái cửa nằm đấy. Cửa ấy nằm. Cửa nằm ở đây mà. Lúc nào mới cửa cũng nằm đấy mà.